Mà đi đâu mà trời nắng như thế này mà đội nón mà đi lang thang vào đây hả em? Em đi kiếm việc làm. Đi kiếm việc làm hả? Dạ. Con cái em thấy là tình hình nó không được chứ, nhiều cái là nhập viện không có tiền, một cái là không có tiền, máu me gì ghe ai ra tầm lâm mới về sọc, rồi một cái anh giúp không biết được không. Mỗi lần nhìn vào đó thấy đau đớn lắm, nó hình như không thấy răng đâu nữa rồi ha. Máu nổi từ lưng từ cái này nó sưng lên, nó còn nổi gân lên đỏ đen hết rồi cả nhà. Cái đó đâu có phải là cái răng, tưởng đâu răng nhưng mà nó là hoại tử ở trong rồi. Trước là tàn xuống cái gân, cái má nó ít thôi. Đến ngày hôm nay là nó kiểu như thế là nó không còn tròn nữa mà nó đã trở thành cái hình khác rồi cả nhà. Cứng đơ luôn cả nhà ơi. Nó cứng giống như thể là bé đang nặng một cái cục gì trong má. Cả nhà nhớ mua sản phẩm Thiện Tín Bảo của Lực Tàng để về sử dụng nha cả nhà. Và bên cạnh sản phẩm Thiện Tín Bảo này là hỗ trợ được rất là nhiều bệnh cho quý ông bà cô chú anh chị, thì Lực Tàng đang bán cái sản phẩm là thảo dược hỗ trợ tiểu đường nha cả nhà. Đây là vị thuốc gia truyền mà Lực Tàng sưu tầm được chứ không phải là cái mặt hàng Lực Tàng bán chính trên kênh. Còn bán chính trên kênh thì có Thiện Tín Bảo 750 viên với số tiền là 850.000 và hộp nhỏ là 350 viên với số tiền là 450.000. Cả nhà mua 2 hộp thì được miễn tiền ship, mua 1 hộp mất 30.000 tiền ship. Lực Tàng sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc cho cả nhà nha. Dạ, Lực Tàng xin mến chào cả nhà thân thương nha. Thì lời nói đầu tiên cho phép Lực Tàng gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong sống. Thì hiện tại bây giờ Lực Tàng đang có mặt tại Tân Đông Hiệp B của Dĩ An, Bình Dương nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay Lực Tàng sẽ đi đến với cái trường hợp của cái bé mà má bự mà trước đó Lực Tàng cũng đã có quay, là bé 6 tháng tuổi là bị cái căn bệnh ung thư má đó cả nhà. Thì thực sự rằng là quá là xót xa, quá là đau đớn cho một trường hợp của một bé đang rất là nhỏ như vậy, bé trai. Con trai của một cặp vợ chồng người Khmer nữa. Thì nhìn vào chắc có lẽ quý ông bà cô chú anh chị cũng cảm nhận được cái nỗi đau của bé ấy, và khá là đau luôn quý ông bà cô chú anh chị. Thì Lực Tàng có đưa một cái clip trước đó lên và được quý ông bà cô chú anh chị quan tâm rất là nhiều, và cũng động viên tinh thần cho gia đình cũng như là đồng cảm với cái nỗi đau của bé, và cũng đã có một cái số cái sự hỗ trợ về để mà trợ giúp cho bé. Thì ngày hôm nay Lực Tàng quay đến đây để truyền tải cái nội dung mới nhất xoay quanh cái tình hình bệnh tình của bé để cho quý ông bà cô chú anh chị nắm bắt nhá. Thì vào đầu clip quý ông bà cô chú anh chị nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lực Tàng. Thì khi mà Lực Tàng đến đây thì Lực Tàng có gọi điện cho người cha của bé đó. Thì cha của bé nói rằng là hiện tại bây giờ em không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con đang ở nhà thôi. Thì Lực Tàng hỏi em đang đi đâu, nói là em đang đi lang thang ở ngoài cái đường Mỹ Phước Tân Vạn á. Anh chạy ra anh đón em luôn, cái em đi bộ, em muốn xe em đi về. Thì Lực Tàng cũng đã chạy ra đây rồi, và Lực Tàng nhìn thấy là hình ảnh của em ấy đứng trước quý ông bà cô chú anh chị đây nè. Lực Tàng sẽ quay cho cả nhà để cả nhà nắm bắt nhá. Đây nè cả nhà, đang đi đây nè. Ngoài kia là cái đường Mỹ Phước Tân Vạn nha cả nhà. Đường đi chạy container chạy rất là đông. Chợ ở đây có mấy cái tảng đá đẹp quá cả nhà. Ở đây là họ cũng có cái mỏ đá để họ làm đá hay gì nè. Họ lấy về đây để họ tạc tượng rồi tạc ba cái đồ tùm lum đó. Họ đi đâu mà trời nắng như thế này mà đội nón mà đi lang thang vào đây hả em? Em đi kiếm việc làm. Đi kiếm việc làm hả? Dạ. Quả? Đi kiếm 2-3 ngày nay chưa có ai nhận nữa. Bây giờ công việc người ta đủ người làm hết trơn, kiếm không có. Là đi kiếm từ sáng giờ đó hả? Dạ. Rồi hồi sáng tới giờ. Rồi đi kiếm mấy nơi rồi mà không có được? Đi lòng vòng đây, khu này em đi kiếm hoài mà chưa có ai nhận, người ta đủ người hết trơn. Là người ta nói là người ta đủ người làm rồi, với lại công việc không có, người ta không có nhận mình. Đúng rồi. Rồi em... con cái tình hình sao rồi mà lại phải đi như thế này, rồi ai lo cho con? Con cái em thấy là tình hình nó không được chứ, nhiều cái là nhập viện không có tiền, một cái là không có tiền, máu me gì ghe ai ra tầm lâm mới về sọc, rồi một cái anh giúp không biết được không, mà nhiều cái thì khổ lắm anh ơi. Đứng ở đây cho mát chút xíu nè. Đi rồi sao không đi xe mà đi bộ lang thang như thế này?
xe không có nữa, bây giờ xe không có, xe đi, xe nó đi, xe không có đi lội đi, có ai giúp đỡ được thì giúp, người ta kêu nhận thì người ta thương mình, người ta kêu làm cái gì mình làm nấy. Bây giờ người ta công việc người ta đủ người hết trơn, không có công việc gì mình làm nữa. 2-3 ngày nay rồi. Trước đó anh thấy em có một cái xe mà. Cây xe đó, cây xe của ông anh. Xe của ông anh hả? Xe em mượn hả? Đúng rồi. À, là mượn để chở bé đi bệnh viện đồ này kia chứ đâu em không có xe à? Đúng rồi. Ồ, anh cứ tưởng em lại có xe chứ. Đâu có đâu. Rồi em... bây giờ tính xin vô công ty gì để làm? Trước em làm cái gì nhờ? Em hồi đó em đi làm công ty nhóm mà lại đứng mài á. Bây giờ người ta đuổi rồi, bây giờ không có công việc nữa. Bây giờ em phải đi kiếm việc gì làm chứ. Bây giờ 2-3 ngày nay kiếm không có. Hồi đó tới giờ thì không có công việc thì đi vay tiền người ta, mà thiếu tiền người ta sợ người ta lại đòi tới bất cử, mà không có tiền trả người ta mới khổ nữa này. Quay tiền người ta lo cho con, mà bây giờ quay 20-30 triệu rồi, bây giờ lo cho con, bây giờ không biết làm sao kiếm việc gì làm đỡ chứ, đặng đóng lời đóng tiền vốn cho người ta. Rồi trước đó là em vay đó là vay tiền gì? Em vay tiền là tiền trả tiền tháng, trả vay tiền cái tiền công ty á, công dịp sâm banh á, là em vay 20 triệu, em đóng thằng tháng mà. Rồi một tháng đóng bao nhiêu tiền? Một tháng 2 triệu mấy, 2.750.000. Là trả gốc cả lãi đó ha? Đúng rồi. À, là mình vay của ngân hàng chính thống luôn chứ không phải là vay của FE đúng không? Đúng rồi, chính thống luôn. Là em lấy cái gì để em thế chấp rồi em vay? Em cũng có hộ khẩu với giấy chứng minh với cây nền đất nhà em á. À, vô. Là cái giấy tờ đất nhà là ở dưới quê đó. Là em có vay bên ngân hàng rồi đó. Đúng rồi. Là được 20 triệu mà trả cả gốc cả lời là cứ tháng 2 triệu mấy ha? Đúng rồi. Rồi bây giờ coi như là vừa tiền lãi thì nó dồn hàng tháng. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai nữa là con cái bệnh như vậy rồi trong bệnh viện rồi cũng không có tiền để đóng rồi ha. Đúng rồi. Rồi hôm bữa anh cho mấy triệu đó rồi chi tiêu cho con rồi hết rồi hả? Anh cho mấy triệu đó em mới đi chụp CT cho nhỏ hết là 4 triệu mấy rồi đó. Hết 4 triệu mấy luôn rồi. Đi Hòa Hảo. Mới đúng. Đi về sọc đó. Rồi là ngày hôm nay là thấy anh không xuống là tưởng anh không kêu gọi được hay gì rồi bắt đầu đi rối quá rồi, bí quá rồi đi xin việc làm á ha. Đúng rồi, rối quá, thấy con ra máu hoài em thấy không được thì em đi kiếm việc làm chứ. Ra máu ở đâu? Ra máu ngay chân miệng nó. Cái má đó hả? Cái má mổ hồi trước đi di động mọc mổ hết lần đó. Rồi ngay chân cái má đó bây giờ nó phì ra, nó ra máu đó. Ra máu độc đông, máu đen thùi lùi luôn. Rồi đi xin công ty vậy rồi không có, rồi đi vay tiền thì vay của ai vậy? Vay nhà nước chứ vay cho ai giờ? Đi lang thang đây có vay của ai không? Có quen biết ai đây không? Không. Không. Em đâu quen biết ai đâu. Rồi bên cái ngân hàng đó bây giờ nó có cho vay thêm được không? Người ta nói chung ra còn thiếu người ta không có cho vay nữa. Thiếu vay nữa. Bây giờ hổm gửi tới giờ 2 tháng mấy 3 tháng chưa đóng gốc lại cho người ta. Chưa đóng gốc lại 2-3 tháng rồi. Người ta điện lợi em đâu dám bắt máy đâu. Bây giờ ngân hàng người ta đâu có tin lợi mình là con mình bệnh đâu. Người ta đâu biết đâu. Ta chủ biết là chủ yếu là ta kêu đóng tiền lãi cho ta thôi, chứ còn ngoài ra cái chuyện đó là chuyện của mình à. Mình nói sao người ta cũng không có giúp mình được đâu. Rồi không đóng nó rồi đến khi mai mốt nó về nó xích hết đất hết nhà đi rồi. Rồi ở đâu? Không biết. Bây giờ không cần thiết cái gì, bây giờ yêu cầu là cứu được con của em là em mừng lắm rồi. Muốn làm sao em cũng chịu hết trơn á. Muốn làm cái gì em cũng chịu làm hết, em đâu chạy đâu. Yêu cầu là cho nhỏ nó mạnh khỏe là được rồi, em mừng rồi. Bây giờ không có thì lấy đâu ra mà đóng, mà họ có đòi thì giờ con cái mình đang như vậy thì làm sao được ha. Mà bên ngân hàng thì họ đâu có quan trọng là mình bị tiền ốm đau gì đâu, vay là phải trả. Mà đúng không rồi. Trả thì họ cứ tính dần vào đó là lãi gốc, lãi mẹ, lãi con nó đè lên nhau rồi mai mốt rồi nó tính nó trừ vô đất nhà mình thôi chứ. Đúng rồi. Giống như mình thế chấp rồi thì phải chấp nhận thôi chứ. Biết làm sao giờ, em không biết mong cái gì, bây giờ mong là cô bác, cô chú giúp đỡ con, cứu con là hết bệnh là được. Bây giờ không cần thiết cái gì hết. Bây giờ người ta điện lại những 2, 3, 4, 5 tháng mới họ xuống tới chỗ.
còn 2-3 tháng nay là chưa sao, điện vậy thôi chứ còn chưa có quan trọng, cỡ khoảng 5 tháng 6 tháng mình không có đóng, cái đó là người ta xuống tới nơi thì. Rồi mấy ngày hôm nay đi chở con đi, rồi ngày nay là con được về nhà rồi, rảnh rồi đi kiếm việc đó ha. Dạ. Rồi kiếm việc rồi dự tính rồi mai mốt ví dụ như mà con đi bệnh viện như vậy rồi là để cho vợ chăm rồi mình đi làm đó ha. Dạ. Tính gì mà không biết vợ của em không biết chăm được không thì mới quan trọng chứ. Thế nó mình cũng khờ đúng không? Ừ. Nó không có lành như người ta đúng không? Đúng rồi. Mình ơn là chăm sợ hơn thì mệt đó. Không biết chăm được không mới quan trọng á. Còn ngoài ra thì hai vợ chồng thì lỡ hết gắng lo cho nó hết bệnh mới quan trọng chứ. Còn ngoài ra là sợ vợ nó không biết chăm con mình ơn nó mệt lắm. Vậy là vứt vợ con ở sáng giờ ở nhà rồi ăn uống gì chưa? Thì mới ăn cơm sọc, ăn với khô. Là xuống tình hình dưới bệnh viện là nắm bắt hết tình hình rồi đúng không? Đúng rồi. Bữa nay anh hỏi là trả lời cho anh với cô chú nắm bắt hết được ha? Đúng rồi. Rồi thì bây giờ vợ con đang ở nhà hả? Đúng rồi. À, thì thôi bây giờ về đi. Bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi mà giờ kiếm không có đâu. Giờ xin việc làm không dễ đâu. Dạ. Rồi về nhà đi rồi anh coi có cái hướng nào anh hỗ trợ cho. Có xe đang trở về luôn nè. Dạ dạ. Đó nè, người ta gọi điện thì nói em đang đi lang thang, em đi xin việc làm ngoài đây mà không có được. Chạy ra đón luôn. Mình lại cứ tưởng đâu là em này em có cái xe, ai ngờ bây giờ xe là không phải, xe đi mượn. Mượn của ông anh. Em biết chạy xe không? Biết. Ừ, chạy đi, chạy chở anh về luôn. Ở đây là cái khu dân cư nha cả nhà. Và ngoài đường đây là Mỹ Phước Tân Vạn. Khu dân cư này cũng khá là rộng mà lên thành lập khá là lâu rồi đây này. Khu dân cư Tân Đông Hiệp B nha cả nhà. Đá chân trống rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ về phòng để làm một số việc nha cả nhà. Đây là cái nơi mà hai vợ chồng em ấy ở đây nha cả nhà. Hành lang thì khá nhỏ, nếu mà đi vô hai xe là phải không đi được. Hành lang này mà rộng thêm khoảng 50 phân nữa thì đẹp. Hello con trai nha. Dạ. Khỏe không? Khỏe. Đang chơi cái trò gì đó? Diều hả? Dạ. Diều sáo đó. Ở đâu ra có cái khung diều hay vậy? Dạ, bạn không cho hả? Dạ. Đây là con lớn của vợ của em này nữa cả nhà. Là có hai đứa con. Này với này nè, là có đứa sau đây nè. Rồi là chấp nối, kiểu chấp nối với cả nhà. Ô, cô em đang ngủ hả? Dạ, em đang ngủ hả? Ngủ tội nghiệp không cả nhà? Trời ơi, cái má nhìn, không muốn, không dám nhìn nữa cả nhà. Mỗi lần nhìn vào đó thấy đau đớn lắm. Cả nhà có nhìn thấy cái miệng bên trong nó không cả nhà? Hình như răng của nó, hình như không thấy răng đâu nữa rồi ha. Trời ơi, máu mũ tùm lum hết, bữa nay nó sưng lên, nó còn nổi gân lên đỏ đen hết rồi cả nhà. Quay cận cảnh luôn cho cả nhà, bữa nay nhìn thấy cái má của em. Xót xa không cả nhà? Đau quá, nó liệt, nó lả luôn, nó ngủ luôn cả nhà. Nếu mà anh dạy là anh khóc thôi đúng không? Dạy đau răng thì không thấy cái răng nào nữa luôn nữa nhờ. chưa một răng mà nó ô cái đó đâu có phải là cái răng tưởng đâu răng, nhưng mà nó là hoại tử ở trong rồi thì đúng. Trời ghê quá cả nhà. Ở đây nó ngủ mình mới quay nó rõ ràng hơn được, nó đen hết trong đó và nó bưng mũ cả nhà. Đau lắm đó cả nhà ơi. Rồi bữa nay sưng nhiều. Nó có 6 tháng tuổi rồi đâu. Rồi bữa nay sưng nhiều. Giờ mẹ nhìn con thì chỉ biết rớt nước mắt thôi chứ đây biết làm gì được đây. Dưới chân đang còn băng cái này để họ truyền máu đó hả?
truyền máu vô chân này luôn à? Con bé rất là bụ bẩm luôn á, tự nhiên dính một cái căn bệnh thì nói đến nó quái ác như thế này. Ông bà cô chú nhìn vô cũng đau theo luôn. Người lớn trụ không nổi và huống gì là mấy đứa nhỏ này cả nhà. À, Lực Tần có quay lên cái hình ảnh của bé đây mà bác hai rồi cũng một số người không dám coi nhưng đi coi lại sợ đau đớn đó cả nhà, nhìn thấy xót quá không dám coi nhiều. Thì thường thường thì người lớn mình nhìn thấy thì mình còn đỡ đi cái nỗi đau, chứ gặp mấy đứa nhỏ thì thực sự rằng là chúng ta cảm giác được nó đau lên gấp trăm gấp ngàn lần. Rồi hai mẹ con ở nhà sáng giờ ăn gì chưa? Cô sáng giờ ăn gì chưa con? Ăn rồi à, mẹ nấu cơm ăn rồi hả? Rồi chồng bữa nay đi kiếm công ăn việc làm không có ai thuê nữa rồi làm sao đây em? Em cũng biết sao. Biết sao? Nhà cửa ở dưới rồi cầm hết rồi, rồi bây giờ ngân hàng lấy luôn cả đất ở dưới rồi mai mốt làm sao đây? Em cũng không biết sao. Rồi cái xe là hôm bữa phải là xe mượn hả? Dạ. Vậy mà anh cứ tưởng đâu là ông tướng này ông có cái xe ngon dữ vậy chứ. Rồi bữa nay trả xe cho người ta rồi ha. Dạ. Thông báo với vợ đi, thông báo với vợ kiếm được việc làm hay vay được tiền như về đưa cho vợ kìa. Bữa nay không có xin, ta không có việc gì làm. Xui rồi, bữa nay xin mấy ngày nay đâu có đâu. Bị làm gì vậy? Vợ nghe thông tin đó có buồn không? Buồn. Chồng ngồi xịt lại đây một chút đi cho nó buồn. Thích như để anh quay cho nó. Đúng rồi, ngồi về đây. Nó lớn nó dậy nó lại khóc rồi cả nhà. Ngày to chụp đang bữa thứ hai này đi đang tao đánh thuốc cho lẹ tội nhỏ quá sốt. Đây thằng bé lật lên mình quay xuống cái bộ má lật lên cả nhà. Bữa nay hôm trước là tàn xuống cái gần nơi cái má nó ít thôi, nhưng đến ngày hôm nay là nó kiểu như thế là nó không còn tròn nữa mà nó đã trở thành một cái hình khác rồi cả nhà. Và gần nè cận cảnh luôn đó, cả nhà cũng thấy sức thông cảm này, khi tại sao lại càng quay cận cảnh như này cả nhà cũng thấy sợ đúng không? Nhưng mà không quay thì cả nhà không nhìn thấy được là cái mức độ nghiêm trọng của cái bệnh này để cả nhà nó bắt. Nhìn sinh con này cứng đơ luôn cả nhà ơi, nó cứng giống như thể là bé đang nặng một cái cục gì trong má luôn, kinh khủng quá. Đúng cuộc sống nó không nói trước được bất cứ cái vấn đề gì hết cả nhà, nó xảy ra nhiều chuyện mà mình không thể lường trước được. Tôi sinh ra một đứa con, hai vợ chồng đâu có di truyền, đâu có bệnh tình gì đâu. Mà tự nhiên đến cái đứa bé này đẻ ra thì mới 3 tháng là phát sinh bệnh. Đến ngày hôm nay là được 3 tháng rồi cả nhà. Bệnh viện Nhi Đồng đã cắt mổ một lần rồi đó. Thì bệnh viện Nhi Đồng một là mổ bên trong hết lần. Rồi qua bên người ta nằm bên đó là hết tuần lễ. Bữa thứ 6 về. Bữa thứ 6 là đi nhập viện, và bữa thứ 6 tuần sau là người ta về, ta xác nhận là bị ông Bu đi giai đoạn 2, rồi người ta chuyển qua bên bệnh viện ông Bú ở đây nè, bên đường Sóng Thần á. Rồi nhập đó là một tháng, hồi trước là hồi tháng rồi đó là nhập một tháng. Rồi họ nói vô thuốc, qua chất, vô thuốc độc á. Là nói là tình hình là bé là sặc một cái là tình hình không êm. Thấy gì hai vợ chồng bạn nhau nói không chịu vô. Bởi vì không chịu vô tới giờ luôn. Em về nhà một tháng trời.
phát hiện thấy con quá trời to, thấy gì em không ổn thì em đi nhập viện lại, rồi hai vợ chồng có cái gì đâu, lo cho con nghỉ tới giờ 2-3 tháng nay nghỉ, lo cho thằng này, rồi chủ yếu là cần là con nó mạnh khỏe, nó hết bệnh là em yên tâm, không cần cái gì á. Rồi mỗi lần thấy con nó đau, nó máu nó me nó ra như vậy thì cảm giác như nào em? Sợ, giàu lo. Tức là khóc hết nước mắt vì con rồi đó ha. Dạ. Mới chụp CT hồi sáng mới về. Trong bệnh viện đó là họ nói là nếu mà vô thuốc là thuốc ở ngoài, không phải cung cấp của bệnh viện cung cấp nữa, mua ở ngoài á, mua ở ngoài là có khi chi phí là từng gì trả gần 30 triệu á, người ta cũng có bảo hiểm phần trăm nhỏ vậy mà em không biết sao đây. Rồi thì ngày hôm trước anh có đưa cho tụi em ít tiền rồi lên CT rồi này kia. Rồi cái kết quả bác sĩ đưa ra thì họ nói như thế nào, rồi có cái vấn đề gì mà bác sĩ dặn dò em thì em có thể chia sẻ lại để anh nắm bắt không? Nói chung ra thì bác sĩ chia sẻ thì thằng này phải đến thuốc, mà không thuốc là loại cái thuốc gì mua ở ngoài á, là nếu mà nói chung ra thì đến thuốc thằng này á thì là đánh thuốc cho nó gom lại, gom chừng nào nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Đặng bác sĩ ta phỏng vấn là mổ, đó một phần nữa thì mổ. Bây giờ em con nó dị rồi, hồi trước á thì bác sĩ nói là thằng này mổ nếu mà mổ mất cái má một bên này. Bây giờ bác sĩ nói bây giờ cái bú này nó rất là to rồi, bây giờ không dám mổ nữa, bây giờ bác sĩ phải đánh thuốc trước, đánh thuốc là một to hai to gì đó cho cái bú này nó xẹp xuống, chừng nào nó càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ thì càng tốt. Bác sĩ nói gì thấy là được 70%, nói chung ra là đánh thuốc là được 70%. Thì bé bây giờ nói chung ra là bé bây giờ là rất là tốt, bây giờ là rất là khỏe, bây giờ là trong vòng là bữa thứ hai thứ ba này nhập viện là nếu mà nhập viện là đánh thuốc luôn. Sức ra to là bác sĩ lớn người ta ra to thuốc gì đó rồi sức ra rồi bao nhiêu mình cái đó pha đơn mới mình biết được. Bây giờ tình hình em chủ yếu là em biết vậy thôi, còn ngoài ra là chưa ra to, em chưa gành nhiêu. Bác sĩ người ta phỏng vấn mình biết gì thôi, còn chưa thằng này chừng nào vô trống là nhập viện nữa, nhập viện ngủ đó đâm thuốc mới ra to, mới em biết hiểu rất là nhiều, mới hiểu nhiều được. Còn bây giờ em sơ em chủ yếu là hỏi người bà chị ở xung quanh đó, thì bà chị nói gì, nói thuốc đó là trong bệnh viện là không có cung cấp, mà mình sẽ mua ở ngoài, cái phần nào là cung cấp là phần trăm thì bé nó có hưởng thiệt, mà còn thuốc đó là có lẽ mình phải mua ở ngoài. Thì họ nói vậy, mà còn vô trong bác sĩ chưa nói với em, chừng nào thằng này đánh thuốc mới ra to mới em biết gành được. Đó. Thì rồi, em hỏi ở ngoài thì người ta nói vậy. Thì nói chung là bên bác sĩ á, khi mà họ nói là tình hình sức khỏe của con em á, trong suốt thời gian vừa rồi là họ truyền máu và họ chăm sóc để cho bé khỏe lên. Đúng thì rồi. Họ đã nói là sức khỏe của bé đã ổn định. Và có thể rằng là khi mà ổn vào thứ ba này là họ sẽ vô hóa chất. Đúng rồi. Đúng rồi. Tức là lượng máu trong người của con mình đã đủ rồi đó. Đủ. Đúng chưa? Đủ rồi. Sức khỏe đã ổn định. Sức khỏe bé, nói chung ra là sức khỏe bé là tốt, rất là tốt rồi.
rồi ổn định, là tính ra là chụp CT này, chụp xong xuôi đem vô trống cho bác sĩ người ta coi, mà người ta coi là người ta nói là khoảng bữa thứ ba thứ tư gì đó là họ phải đánh thuốc cho bé. Bé bây giờ rất là tốt, sức khỏe rất là tốt, ổn định rồi. Thì còn cái thuốc thì họ có nói rằng là phải sử dụng thuốc ngoài danh mục bảo hiểm và phải mua ở ngoài. Đúng. Chứ công bệnh viện không cung cấp cái thuốc đó. Đúng. Và rồi. Những cái vấn đề về nằm viện giường chiếu rồi này kia thì bé sẽ được hưởng bảo hiểm. Đúng rồi. Còn thuốc là phải mua ở ngoài. Đúng rồi. Và em có hỏi những người ở trong đó là những người là đi trước rồi. Đúng thì rồi. Họ có nói rằng là số tiền về mua cái thuốc đó là khoảng bao nhiêu không? Thì nói chung ra thì nếu mà chai chai cỡ bây giờ đây chai hoàng á, là một chai gì là khoảng là gần 4 triệu á, 3 triệu 80 ngàn một chai nha. Nếu mà mua họ vô là thuốc đó là rất là tốt cho em bé, mà rất là chất lượng cho em bé nữa. Dạ. Mà cái to đó thì em thấy thiệt, mà 3 triệu gần 4 triệu đó một chai. Mà tới con của em không biết sao đây, chưa ra to, em chưa gành thì... Rồi em có nắm bắt được là bao nhiêu chai như vậy không? Thì họ vô thì thường thường họ vô là 6 chai, 7 chai. 6 chai là nhiều. 6 chai. Rồi. 6 chai. Với chai thuốc. Nếu mà chai thuốc trắng là trong quy định là mua ngoài á, thì một chai chạy ra là 380. Đó. Còn cái thuốc hoàng, màu hoàng đó là mắc thôi. Còn chai thuốc màu nước trắng á, thì nó 380 một chai. Rồi. Còn... Thì nói chung là 6 chai. Yeah. Mà 6424 triệu. Đúng, đúng không? Đúng. Và họ nói có nắm bắt được là vô trong bao nhiêu ngày không, hay là tháng sau bắt đầu vô chai hai? Không, vô chừng nào là cái u này nó xẹp thì thôi. Tức là em cũng chưa nắm bắt được cái thời gian để mà xử lý, là ví dụ như 6 chai đó là vô liên tiếp hay là cách nhau như thế nào em cũng chưa nắm bắt được ha, tại đúng bác rồi, sĩ đúng. Chưa ra tòa ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Còn bác sĩ chưa ra mà sao em nắm bắt được, thì em hỏi người ta nói gì thì thấy thế. Ừ. Thấy vô con người ta vô là người bà chị trong đó đó, thì thấy vô là một ngày cách một ngày dễ vô 2 chai 3 chai cũng có. Cái chai thuốc đó, còn cái nước trắng thì vô là nguyên ngày vậy đó, vô câu vô lần là 2 chai 2 chai lượt đó, thì vô tới chiều là ta cảm thấy là nghỉ, rồi sáng tiếp tục là vô gì đó. Rồi như vậy thì tình hình của bé ở đây thì bước đầu là họ sẽ vô hóa chất để cho nó gom nhỏ lại. Đúng rồi. Rồi sau đó nếu như mà nhỏ lại mà họ mổ được là họ phải mổ để mà cắt bỏ hết ra nha cả nhà, đúng không? Họ có cắt không? Đúng đúng đúng. Họ đang vô hóa chất để nhằm mục đích nhỏ cái khối u lại. Đúng. Sau đó là họ sẽ xử lý lấy phương án là cắt bỏ. Đúng rồi. Đúng không? Thì phương án là em thấy là cắt bỏ đó. Trời ơi, cả nhà nhìn cái má của em đây mà nó gom lại có cắt đi thì nó cũng khuyết tật luôn cho cả nhà. Cũng khuyết đi một phần nào ở cái má luôn. Ừ. Nhưng bây giờ cứu bé thì cũng bằng mọi phương án thôi chứ giờ đâu có cách nào khác. Ừ. Để như thế này hồi lẽ để cho bé đi luôn hả cả nhà. Thì đây là những cái trường hợp mà bệnh ung thư, thì quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy á, là những cái người nào mà bị rồi á, thì có thể bình luận xuống bên dưới cho Lực Tàng. Còn cái trường hợp mà Lực Tàng đang cứu bé ung thư buồng trứng á, thì thường thường là người ta vô hóa chất á, là một tháng người ta vô một liều. Mà một liều như vậy là mấy ống như vậy đó. Một liều như vậy là 4-5 ống, thì bé này chắc cũng khả năng như vậy, nhưng em này cũng chưa nắm bắt tình hình là nó rõ. Và cái số tiền thì cứ mua hóa chất ở ngoài thì cũng giống như em bé ung thư buồng trứng kia, thì cứ khoảng mỗi lần hóa liều như vậy á là khoảng 4-5 triệu để mua cái thuốc ở ngoài. Đúng. Để vô cho bé ở đây, nó thuốc đặc trị, nó không nằm trong danh mục bảo hiểm nha cả nhà. Thì như vậy thì bé này cũng cứ xác định là phải tầm cỡ vài chục triệu nha cả nhà. Nếu mà để mà cứu bé, không biết là nhỏ thì nó có nhiều hơn người lớn hay ít hơn người lớn hay không. Nhưng mà nếu mà nhiều như bé kia vô 4 lần mà mỗi lần như vậy là 5 ống, thì là phải rơi vào tầm cỡ 80 triệu. Đó. Còn bé này thì không biết là họ có giảm lại cái liều lượng hay không. Và này kia thì cái số lượng tiền cứ phải xác định tầm cỡ vài chục rồi cả nhà. Và Lực Tàng dự đoán, tin đoán cái ca mà để cứu bé ở đây nè, là nó phải rơi vào tầm cỡ 50 triệu. 50 triệu đủ không? Em chưa biết được. Nếu mà hơn nữa, em bây giờ nói chung ra thì tới đâu hay tới đó, biết sao. Trinh Nguyên đúng không? Dạ, đúng. Hai vợ chồng Trinh Nguyên. Tên cũng hợp lắm chứ.
Tím đẹp mà hợp nữa. Cu này tên gì quên mất tên rồi. Danh Thanh Tiền được Tàng đặt cho là cái biệt danh cậu bé má bự đó cả nhà. Có ai bự bằng má của em không? 6 tháng á. Tỉnh rồi. Ngủ mở mắt chứ đó. Ngủ mở mắt vậy hả? Ừ. Đau quá mà lờ luôn đi chứ ngủ gì. Biết á, đụng chút là thức liền. Ừ. Nhìn thấy không? Rồi có anh, nó đâu có uống được sữa rồi đúng không? Dạ, thì nó bú cái sữa là bác sĩ cho nè. À. Sữa nè, sữa dinh lượng, dinh dưỡng. Dinh dưỡng mà đặng cho bé uống rất nhiều có sức á, đặng ta vô thuốc qua chất. Rồi, nó uống được không? Được. Có khi là một ngày này chai này nè. Nó uống như là nước vậy, lạc nhất à. Em uống rồi, em thử chút xíu, đâu ngọt gì đâu. Đâu phải như là sữa mình đâu. Mắc tiền không em? Cái này là bác sĩ cho. Bác sĩ cho. Dạ. À là họ không có bả mình mua hả? Mà họ cho luôn. Bác sĩ cho mà nè. À. Cái to thuốc nó đây. Hết rồi, em tính là chiều nay hoặc mai vậy. Cho nữa không hay là bắt mua? Không, họ cho nữa. À, chừng nào hết thì họ kêu đi lấy. À, đây là cái sữa đặc chủng của họ luôn cả nhà. Không tim truyền tĩnh mạch, năng lượng 40. Pha một gói trong một. À, đây là mình sữa đặc chủng. Được rồi, cái này thì họ cho thì cũng mừng ha. Dạ. Thì rồi chừng... mua ví dụ như những cái sữa hộp như thế này thì bé đâu có uống được rồi đúng không? Đâu uống được, bé không uống nữa. À. Hồi trước bà chị kia mua cho hai lon. Ừ. Mà lon 500 mấy, hai lon là 1 triệu mấy, em nó không uống sao đó. Rồi thấy gì em cho người ta cho mình cho con người khác đó. Nó không uống bỏ uổng phí. Thì như bé đây là giờ là chỉ là phụ thuộc hết vào sữa mẹ. Dạ. Cho nên là em cũng phải chăm nom cho mẹ nó ăn uống cho nó bú cho nó có chất bú, mỗi lần nó bú được nhiều không em? Vậy là nó vẫn uống được, vẫn ăn được. Dạ. Ừ. Nhưng quan trọng nhất là em có sữa cho nó không? Dạ có. Có phải nó bú có ra sữa không hay là phải vắt? Dạ ra. À, ha. Dạ. Tưởng không ra thì để anh lên anh lấy cái máy vắt sữa của con bé kia anh đưa cho mà vắt. Dạ có. Có ha, khỏi cần máy ha. Dạ có. Ừ. Thì bác hai có nói rằng là lên lấy mua cho bé ít sữa để cho bé uống, bé tẩm bổ nhưng mà không uống được nha bác hai. Cho nên là em không có mua. Rồi ngồi xuống đi. Rồi tình hình là bây giờ là mấy chục triệu như vậy đó, 40-50 triệu, cứ xác định là tầm cỡ 50 triệu đi, chứ không ít đâu. Bây giờ hai vợ chồng tính như thế nào đây? Tính thứ ba vô hóa chất là tiền đâu mua? Nếu mà chú bác mẹ Thành Vân thì giúp đỡ cháu được thì giúp. Bây giờ em biết làm sao, bây giờ em tình hình em là nhờ mấy cô chú giúp thôi chứ bây giờ em không biết giúp sao nữa. Bây giờ tình hình này em lo tiền xây sở ở đâu nữa. Bây giờ cha mẹ hai bên ai cũng nghèo khổ. Bây giờ chủ yếu Mạnh Thường Quân với mấy chú bác giúp đỡ cho cháu được thì giúp. Được bao nhiêu thì nhập viện cho cháu. Thì bây giờ em không cần cái gì hơn hết. Bây giờ nói chung ra thì cần bé nó hết bệnh. Em đi làm cái gì em cũng được hết. Hai vợ chồng là... đi làm bắt tay nhau đi làm kiếm lợi được, còn con bệnh thì lo cho con, chú bác giúp con của con mạnh khỏe là con mừng. Về bán đất dưới quê luôn đi, bán luôn cho cái Vietcombank nó luôn đi cho rồi đi chứ để làm gì nữa. Thì trước sau gì nó không có trả thì nó cũng lấy mất tiêu à. Bán thì có ai mua không nào? Bán thì nói chung ra bán không được nhiều đâu, còn nhiều không? Cái nền nhà, nếu mà tính ra nền nhà của em cắt nhà 4-5 cái không hết đó. À, là nền nhà cũng rộng ha. Dạ. Mà 20 triệu thì lẽ mà bây giờ về bán 200 triệu đi. Bán được 200 triệu không? Bữa trước người ta họ trả có 100 mấy em không bán. Cái đó là cổ bà già, ông già còn sống mình không dám. Cái này cổ phần của cha mẹ. Còn phần của em thì nói chung ra cha mẹ chưa cắt ra cho. Thì cầm thì có cầm hỏi ông bà rồi mới dám rồi. Dám cầm thôi thì chứ còn ngoài ra thì còn ông bà thì không có dám. Là ông bà chỉ cho có một nền thôi. Còn dạ. Đất là đất của ông bà chứ đâu phải là đất của mình đâu đúng không? Đúng cha rồi. Mẹ đang sống mà đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ông bà cũng đang lên trên đây rồi. À, nó uống nè kìa. Uống. Vậy mà nó uống. Anh cho sữa nó không bú. Vậy ngồi vậy. Vậy pha gì nó uống lạc lạc á. Là anh uống phải uống.
Rồi cho sữa là không bao giờ là uống. Uống chút xíu là nhả bỏ. Thì hồi nhỏ tới lớn là nó quen bú sữa mẹ. Trời ơi, 50 triệu rồi cả nhà. Bé này cứ 50 triệu tiền đầu ra đây. Rồi mẹ ở dưới quê còn đất không bán em. Bán cứu con đi. Mẹ em hả? Em á. Đâu có nhà làm nhà gì đâu, anh có cái làm nhà nhỏ xíu bắt các nhà. Ôi ôi, sao mẹ cũng nghèo nó cứ làm nhà. Ôi ôi. Quậy. Bắt đầu dạy nó quậy đó. Rồi hai vợ chồng hôm bữa anh đưa cho 5 triệu đó là hết mất tiêu rồi, rồi giờ có xây ở đâu được triệu nào chưa? Chưa anh. Chưa. Dạ. Rồi đưa cái giấy cho anh coi, cái giấy khám bệnh, giấy chẩn đoán đây nè. Để kết quả đây cả nhà, để đàn coi cái kết quả như thế nào. CT nè, scan nè, danh thanh tiền. Ủa, danh thanh tiền nó nam sao ghi nữ không đấy? Bởi vì em nói nam mà tại sao để nữ? CT vùng đầu cổ nè, khảo sát vùng hầu và cổ với kỹ thuật MSHCT không và có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch. Kết quả đáy sọ bình thường, không thấy hình ảnh hỉ đáy sọ, vòm hầu trống, khoang cạnh hầu trống, vòm mõm chân bướm và hố chân bướm khẩu cái bình thường, xào bào chủng và các thông bào chủng hai bên sáng, viêm xoang hàm bên phải, hốc miệng, khẩu hầu bình thường, hạ hầu thanh quản bình thường, tuyến mang tai trái dưới hàm và tuyến giáp bình thường, hạch cổ hai bên nhỏ hơn 10 mm, khối choáng chỗ vùng má bên phải. Đây nè, đây là bệnh của bé này cả nhà. Khối choáng chỗ vùng má bên phải liên quan khoang má, khoang cơ nhai tạo khối choáng chỗ lớn lan ra hai bên, lan ra hai bên ngoài, xâm lấn một số cơ vùng mặt, cơ cánh, tuyến mang tai bên phải, đẩy lệch cung gò má ra ngoài, không thấy hỉ xương mạch rõ rệt, bắt cảnh quang mạch. Kết luận u cơ vùng má bên phải liên quan khoang má. U cơ nha cả nhà, u cơ vùng má đó. Khoang cơ nhai tạo khối choáng chỗ lớn lan ra bên ngoài, xâm lấn một số vùng cơ mặt, cơ cánh, tuyến mang tai bên phải, đẩy lệch cung gò má phải ra ngoài, hạch cổ hai bên, viêm xoang hàm bên phải. Đó, là u cơ vùng má phải này. Hạch cổ hai bên là nhỏ hơn 10 mm, nó nổi hạch rồi cả nhà. Mình đến đau như vậy thì gì mà chả nó không nổi hạch. Thường thường là bị u, bị bướu, bị ung thư là nó nổi hạch luôn cả nhà. Rồi bị viêm xoang hàm bên phải luôn, viêm xoang nữa. Viêm xoang hàm. Đó là bệnh CT scan là rõ ràng nhất rồi cả nhà. Ô thì cần gì mà phải đọc nữa, thì chúng ta cũng nhìn thấy đó là biết là bệnh của bé là bệnh gì rồi chứ. Đau đớn không? CT ngực này. CT ngực là kết luận là không phát hiện bất thường, có ý nghĩa bệnh lý trên các phim CT ngực hôm nay. CT ngực ok này. CT bụng này, chưa phát hiện hình ảnh bất thường trên bụng này này. Bụng ok nè. Còn gì nữa? Coi kỹ hết luôn cho cả nhà, để cả nhà những ai là cao nhân thì vô đây chỉ dạy vài chiêu để mà được tàng đi cứu người cơ. Bé này cứu nổi không cả nhà? Sao bóc không ra được rồi? Đây là những cái hình ảnh mà CT đây, thì cái này thì chỉ có bác sĩ thôi chứ mình nhìn vô thì hoa mắt nữa cả nhà, không nhìn nữa, không thấy gì. Rồi mấy hình ảnh này, toàn bộ là mấy hình ảnh thôi. Rồi nói chung là chỉ có bị cái má với ấy thôi, còn trong cơ thể của bé là ổn định hết. Có bấy nhiêu đó thôi đúng không em? Đúng rồi. Có bấy nhiêu đó mà lấy 4 triệu đó. 4 triệu chính chứ, hay là 4 triệu? Còn cái này phim không à? Phim ảnh ha. Là hôm bữa lên khám là tổng là hết bao nhiêu? 4 triệu chính à? Cái này đi bệnh viện khác, bệnh viện Hòa Hảo. Còn bệnh viện di động là chụp không được, không mới em đi chỗ này mới tốn tiền, tốn phí này.
Còn trên kia thì em đóng tiền người ta là 5 triệu rồi. Đóng tiền tạm ứng trước. À, là mấy cái phim này là em đi riêng, đi lên bệnh viện khác. Dạ dạ. Là bên bệnh viện ung bướu họ nói lên bệnh viện khác mới làm được cái này đúng không? Đúng rồi, bị em thấy con em nó đau xót quá. Rồi đã hẹn hoài một ngày tới ngày này, tới ngày nọ, tới 1 giờ rưỡi nói họ nói là để cái máy của họ là rảnh không mới họ làm cho bé được. À. Rồi khi đó là bé nó ngủ thức rồi. Rồi vô thuốc ngủ sao bé ngủ được. Vô thuốc mê đờ đờ chút xíu là bé tỉnh nữa. À. Rồi sáng sớm hẹn thì chụp không được. Thì biết nhiêu lần 3 ngày mới bữa nay em xin tờ giấy là em đi. Mấy người bà chị ở trong đó nói em đừng để gì nữa, tội nghiệp bé. Chờ em đi chụp đi, tốn bao nhiêu thì tính tiếp. Đó, mới bởi vì bữa nay em đi đó, 2 giờ chồng đi mới về có khoảng 1 giờ mấy. Là họ cần phải có những cái giấy tờ như thế này. Đúng nhưng rồi. Mà trong ung bướu họ chưa làm. Và họ cũng cho phép mình đi chỗ khác làm để lấy kết quả về đúng không? Đúng rồi, ừ. Cái này em xin, cái này em yêu cầu bác sĩ lớn là đưa đi chỗ khác làm nhanh để đưa kết quả về chứ không chờ trong ung bướu nữa. Dạ. Rồi thì... họ làm lâu quá thì nhiều cái là họ đông nói quá mà. Họ nói là để cái máy của họ là rảnh rồi mới làm. Rảnh không mới làm được. Nói kiểu đó cũng như không người đợi làm gì. Rồi em đi lên đó em làm mấy cái này ngoài đó thì hết bao nhiêu tiền? 4 triệu mấy. 4 triệu mấy luôn. Dạ. Rồi về bệnh viện ung bướu là mới đóng cho bé thêm 5 triệu nữa. Dạ. Rồi thì tiền ở đâu kiếm ra nhiều dữ hả? Tiền em dây nợ ra đó. Vậy mà dạ. Vậy ai nữa? Vậy nhỏ em bắn qua được 2 triệu rồi đi có ông anh bồ hổm đó. Em nói là ông anh đi góp từ người cho được 3 triệu. À. Đó, đóng hồi đó tới giờ luôn đó. Rồi họ chưa kêu là đóng tiền tiếp nữa. Thì tạm ứng có nhiều đó thôi, còn đánh thuốc mới kêu là ra tiền thôi. Rồi thì nói chung là cái tiền mà đi CT này là cái tiền anh đưa cho đúng không? Đúng rồi. Dùng nó để đi CT là coi như là hết mất tiêu rồi đó. Em đâu không dám xài, hai vợ chồng không dám xài, cắt luôn. Hai vợ chồng người ta cho cơm từ thiện thì vợ em giữ con thì em ra em xin cơm họ ăn. Rồi tình hình kiểu này rồi tụi bay toan rồi. Tiền ở đâu để mà vô thứ ba, thứ hai, thứ ba vô thuốc đây? Rồi tính gì nào? Đâu, tới hai cái đó em biết sao vậy? Bây giờ có bán thịt không? Bán thịt, bán tim không? Hả? Cái gì cũng bán hết, ai mua bán à? Họ, người ta mua được thì em bán. Làm tất cả mọi thứ để cứu con này mà giờ trong bế tắc như thế này đây cả nhà. Vì là bị viêm son nữa. Giờ phương án như thế nào cả nhà? Thấy hai vợ chồng nó ngồi nó nói như vậy mà Tàng cũng muốn truyền tải cái nội dung lên thì cũng xoay quanh cái trường hợp bệnh và số tiền đó. Thì bây giờ được Tàng nghĩ bé này cứ phải xác định hai vợ chồng nó phải cầm 50 triệu thì may chăng để vô thuốc hóa chất cho bé đây. Chứ 6 liều là 6424 mà chưa tính tiền nằm viện đi tới đi lui rồi này kia. Tức là họ mới nói đơn giản sơ sơ là mới nghe người ta nói như vậy thôi. Rồi mà lên đến khoảng như là vài chục triệu, nói chung là đau đầu quá, tính đến tiền mà cứu bé này đau đầu quá cả nhà. Mà khi mà lực Tàng lên thì cũng chưa nhận được cái sự hỗ trợ là bao nhiêu cả. Nên là bây giờ là phương án mà thứ ba này, bữa nay lực Tàng quay là vào ngày thứ sáu. Đúng không? Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, thứ ba. Còn 4-5 ngày nữa xài ở đâu ra mấy triệu, bèo lắm phải, trước tiên là phải có 5 triệu nữa. Để mua cái liều hóa chất đó trước cho người ta vô nè. Không có làm sao người ta vô được. Ai cứu con đây con? Đau đớn như thế này, giờ tiền nhiều như vậy rồi lấy đâu ra đây nè? Ngủ hà hồng gì, nóng. Hả? Cái miệng nó có ngậm được đâu mà chả không há. Nó sưng lên cỡ đó rồi thì ngậm làm sao được. Mà trường hợp để cứu bé như thế này là nó còn kéo dài dây dưa lắm cả nhà, chứ không phải là bấy nhiêu đây là xong đâu. Đi tới đi lui rồi tùm lum tà lai điều trị ba cái bệnh này nó dai dẳng lắm cả nhà. Nhưng trước tiên cứ phải vô hóa chất để cho nó gom nhỏ lại và nó đỡ đau một phần nào cho bé. Dạ. Rồi gom nhỏ lại từ từ rồi bắt đầu họ tính đến cái nước là họ mổ nha cả nhà. Rồi thì bây giờ là lên kênh đây rồi nè, thì anh quay cái clip này á thì cũng vậy, như là cũng đang rất là mong cái hy vọng và cái phép màu để có những cái quý nhân họ đứng ra họ hỗ trợ và quý ông bà cô chú anh chị chung tay.
tại anh cũng có nói trong clip trước ít nhiều thì anh cũng nhận. Nhưng mà nghe em kể ra và cái số tiền để chữa trị cho bé thì nó quá lớn rồi. Đúng. Có khả năng nó không đủ thì em có thể em nói xin quý ông bà cô chú trên kênh anh thêm đi, để rồi ông bà thương bà cho. Bây giờ thì em mong là chú bác giúp đỡ cho cháu cho nó mạnh khỏe là được rồi. Em không cần mong được cái gì hết, giúp được bao nhiêu thì giúp. Nói chung ra thì giúp cho cháu nó mạnh khỏe là em mừng. Giờ trên hết là em không biết làm cái gì nữa bây giờ. Chủ yếu mong là cô chú là giúp cho cháu cho mạnh khỏe tốt là em mừng. Hai vợ chồng là muốn là đi làm kiếm việc gì làm cũng được. Mà dạ. Được rồi, mẹ nói gì với ông bà đi. Dạ, con cảm ơn cô chú giúp đỡ giùm con, của con. Dạ, vợ chồng con khổ quá. Cũng lời Khmer đó cả nhà. Nói chung là anh nói nó cũng không có được sun lắm. Và cái khi mà quen những người đồng bào như thế này thì cả nhà thấy là họ rất là thật trong cái câu chữ và lời nói của mình nha cả nhà. Có sao nói vậy đó. Và cũng không có lươn lẹo hay là cái gì để rồi mà đánh vào lòng thương của quý ông bà cô chú đâu. Vì vậy trong cái giai đoạn bế tắc như thế này thì cũng mong là cái sự chung tay của quý ông bà cô chú anh chị. Giờ chỉ có biết nói như vậy thôi chứ chả biết nói như thế nào. Thì bây giờ là hy vọng là đang còn 5-6 ngày nữa, 5 ngày nữa là vô hóa chất cho bé rồi. Thì Lực Tàn sẽ có được cái số tiền ít nhiều gì đó cũng phải vài triệu để đưa cho bên phía hai vợ chồng. Để rồi mà dùng tiền đó để mà mua một cái liều hóa chất để bôi cho bé trước. Là hết xoay nổi ở đâu rồi, ông anh có còn xoay được nữa không em? Người ta sao mình không có gì trả người ta đâu có cho mình xoay được nhiều đâu. Giờ họ anh em chứ bây giờ người ta đâu xoay sở với họ đâu được đâu. Phần nào thì mình còn thiếu người ta mấy triệu đó rồi chưa trả người ta, họ cũng sợ mình. Thì em nói là con của em hết bệnh thì em gắng đi làm kiếm việc làm em trả, từ em trả hết. Không được cái gì mà không trả được. Còn mong là con hết bệnh là được. Được rồi, thì tình hình ngày hôm nay cái clip này thì Lực Tàn cũng quay như vậy để cho cả nhà nắm bắt được tình hình của bé. Và cũng hy vọng cái sự chung tay của quý ông bà cô chú anh chị. Thì trong clip tiếp theo thì Lực Tàn sẽ truyền tải tiếp cái nội dung phía sau để coi có cái hướng hỗ trợ và trợ giúp như thế nào hay không. Thì Lực Tàn sẽ truyền tải tiếp nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Rồi, bây giờ bye ông bà nha. Bye ông bà, mong ông bà cứu con nha. Bye ông bà nè. Rồi thì clip đến đây Lực Tàn cũng xin phép tạm dừng nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo những cái mặt hàng mà Lực Tàn đang bán đó là một ngải đen chống độc, Thiện Tín Bảo mà kênh của Lực Tàn đang là nhà phân phối chính thức của công ty nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì Lực Tàn có viên uống củ ngải chống độc của Thiện Tín Bảo với hộp lớn là 750 viên và hộp nhỏ là 350 viên. Thì giá thành của hộp lớn này á là với số tiền là 850.000 và hộp nhỏ này là 450.000 nha quý ông bà cô chú anh chị. Rồi bên cạnh đó là có hộp bột 460g củ lớn này với giá thành là 700.000 nha quý ông bà cô chú anh chị và hộp nhỏ là 210g với số tiền là 350.000. Thì tất cả những cái mặt hàng ngải đen ngải chống độc này của Lực Tàn đang được lưu hành trên toàn quốc và ship ra nước ngoài luôn nha quý ông bà cô chú anh chị. Sản phẩm ngải đen ngải chống độc này trị được rất là nhiều bệnh luôn nha quý ông bà cô chú anh chị. Rất là nhiều người đã sử dụng và nó đã có tác dụng rất là tốt rồi và được rất là nhiều người ta gọi điện đến để người ta nói rằng là Lực Tàn hãy bán cái mặt hàng này, cái sản phẩm này để đến được tay cho người tiêu dùng và những người bệnh thì họ uống đã có tác dụng, cho nên là quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm. Đặc biệt là củ ngải đen của Lực Tàn này được lấy ở trên núi và không phân tro gì nha quý ông bà cô chú anh chị. Nó rất là nhỏ luôn và nó rất là chất lượng. Cho nên là quý ông bà cô chú yên tâm về sử dụng. Và bên phía công ty Thiện Tín Bảo của Lực Tàn là tự bào chế ra luôn, tự chiết xuất ra từ củ ngải đen này và đóng gói, đóng hộp, đóng viên là toàn bộ theo dây chuyền sản xuất của công ty. Thì nếu quý ông bà cô chú anh chị nào mà có nhu cầu muốn sử dụng thì hãy gọi điện cái số mà Lực Tàn truyền ghi lên màn hình. Lực Tàn sẽ ship hàng và giao hàng toàn quốc đến quý ông bà cô chú anh chị nha. Rất mong quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ ạ.